Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Vượng Hạnh TV xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể các quý vị và các bạn. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người có được nhiều sức khỏe, thật là hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Đến với video ngày hôm nay thì tiếp tục Vượng Hạnh TV lại cập nhật một số cái thông tin rất là mới liên quan tới anh Nguyễn Quỳnh, liên quan tới đàn gà con và ekip quản lý. Kính thưa các quý vị và các bạn thân mến, thì dạo gần đây quản lý Diễm Phạm cũng đăng tải một số cái dòng trạng thái cũng như là một số cái thông tin rất là mới mà liên quan tới cái việc mà các quý vị thực khách xa gần, tức là những cái người khách nước ngoài đến thăm quán chay rất là nhiều. Thì các quý vị cũng đã thấy là những cái hình ảnh của các quý vị nước ngoài đến để thắp hương cho chị Phi Nhung cũng như là ủng hộ quán chay cho quản lý Diễm Phạm. Đây cũng là một cái mà rất là hạnh phúc khi mà quản lý Diễm Phạm nhận được từ các cái thực khách nước ngoài, thưa quý vị. Thì quản lý Diễm Phạm cũng có ghi như sau, tức là ngày mùng 1 đầu tháng đấy, thưa quý vị. Thì cái ngày hôm qua quản lý Diễm Phạm cũng đã đăng tải những cái thông tin là mùng 1 tháng mới bình an, may mắn, tiếng lành đồn xa, cảm ơn các quý vị thực khách đã đến và ủng hộ cho Bút Hai Chay. Tức là thưa quý vị là rất là nhiều các quý vị khách nước ngoài cũng đã trở về để ủng hộ quán chay cũng như là thăm chị Phi Nhung và cũng như là ăn ở cái quán chay để ủng hộ cho quản lý Diễm Phạm. Đây là một trong những cái điều mà quản lý Diễm Phạm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng ngoài ra thì thực ra là các quý vị biết là quản lý Diễm Phạm rất là vất vả, thưa mọi người. Ngoài những cái việc làm ở quán chay ra thì quản lý Diễm Phạm còn lo cho các con rất là nhiều cái công việc. Vì còn rất là nhiều những cái việc mà quản lý Diễm Phạm phải làm, đó là quản lý quán chay rồi chăm lo cho các con của chị Phi Nhung nữa, thưa quý vị. Cho nên ngày hôm nay thì các quý vị cũng đã biết là những cái mệt mỏi và những cái áp lực đến từ quản lý Diễm Phạm, đúng không ạ? Rất là nhiều công việc quản lý Diễm Phạm phải làm. Cho nên tất cả mọi người chúng ta hãy cùng nhau bình luận cũng như cùng nhau động viên và để cho quản lý Diễm Phạm có thêm những cái động lực thật lớn để mà chăm lo cho đàn gà con. Ngoài những cái việc live show của các con ra thì quản lý Diễm Phạm vẫn phải chăm lo cho các con, đàn gà con nhỏ, thưa mọi người. Những cái vất vả đó thì ai cũng có thể nhìn thấy được. Cho nên là quản lý Diễm Phạm là một cái người thật sự quá tuyệt vời, luôn sát sao với các con của mình. Khi mà đàn gà con mỗi ngày một phát triển là nhờ cái công lao quá to lớn của quản lý Diễm Phạm. Thì mong các quý vị chúng ta hãy động viên cũng như là an ủi cho quản lý Diễm Phạm để có thật nhiều sức khỏe và để quản lý Diễm Phạm sẽ cố gắng từng ngày và để chăm lo cho đàn gà con của chị Phi Nhung, để làm theo những cái ước nguyện của chị Phi Nhung mà lúc chị Phi Nhung ra đi còn dang dở chưa làm được, đúng không thưa quý vị? Thì mới đây các quý vị cũng đã biết là rất là nhiều những cái live show diễn ra của đàn gà con của Tuyết Nhung và Thiên Ngân, thì người luôn đứng đằng sau để ủng hộ, để mà giúp cho các con thì vẫn là quản lý Diễm Phạm, thưa mọi người. Thì cho nên là chúng ta mới thấy được cái sự vất vả của quản lý Diễm Phạm cho đến ngày hôm nay, đúng không ạ? Thì những cái hình ảnh này các quý vị cũng đã thấy là thật sự cho đến ngày hôm nay thì chúng ta rất là cảm ơn quản lý Diễm Phạm rất là nhiều. Thì còn về phía Tuyết Nhung thì thưa quý vị là Tuyết Nhung và Thiên Ngân và Trường Sang, Juno mới đây thì các quý vị cũng đã biết rồi đó ạ. Đi quay những cái MV thật sự là rất là nhiều cái thời gian đi quay và rất là mệt mỏi. Ngoài những cái việc đó ra thì Tuyết Nhung, Thiên Ngân về thì còn phải bán thêm cái đồ ăn này, bán thêm để phụ giúp cho cái cuộc sống của mình nó đỡ vất vả thêm. Tuyết Nhung thì bán quần áo rồi cả những món ăn nữa, thưa quý vị, những món bánh rất là ngon. Và Thiên Ngân cũng vậy, ngày hôm qua thì em Thiên Ngân, em ấy cũng có đăng tải một số cái dòng trạng thái về những cái món ăn như sau. Cả nhà ơi, ai ở Sài Gòn cứu bé với, em làm mẻ kho quẹt gửi đi Mỹ nhưng bị bỏ lại 12 hộp luôn. Em xe 150 một hộp luôn ạ. Hộp 350 đến 400 gram, về hâm lại là ăn được thôi mọi người ơi, giúp em với. Đó thưa quý vị, là ngoài những cái việc mà
đi quay MV, đi live show thì Tuyết Nhung và Thiên Ngân luôn là những cái người rất là chịu khó, đúng không thưa quý vị? Rất là chịu khó giống mẹ Phi Nhung luôn. Ngoài những cái việc chính ra thì các em ấy còn làm thêm những việc phụ nữa để phụ giúp cho gia đình để kiếm thêm thu nhập. Thế chúng ta mới thấy được những cái giá trị của các con của chị Phi Nhung, đúng không ạ? Thì mới đây anh Mạnh Quỳnh cũng đã gửi những cái bài hát, một số cái bài hát mới nữa thưa quý vị, rất là hay, để mà cho Tuyết Nhung, Thiên Ngân để các con tập duyệt. Thì những cái thời gian gần đây thì Mạnh Quỳnh cũng quá nhiều những cái show diễn mà anh ấy phải vất vả bay đi bay lại rất là nhiều lần. Nhưng ngoài cái công việc của anh ấy ra thì anh ấy vẫn luôn sát sao và vẫn luôn điện cho các con để cho các con tập duyệt những bài hát mới. Thì ngày hôm qua quý vị cũng đã biết rồi, thì Mạnh Quỳnh, Quang Lê, cậu Huy cũng đến tỉnh xá Giác An để thắp hương cho chị Phi Nhung và để thăm chị Phi Nhung. Thì đây là một trong những cái tình cảm hết sức đặc biệt mà Quang Lê cũng như Mạnh Quỳnh và cậu Huy dành cho chị Phi Nhung. Đó là những cái nén nhang thơm và những cái tấm lòng để cầu nguyện cho chị Phi Nhung được ra đi thanh thản. Thì đi đâu cũng vậy, thì Mạnh Quỳnh cũng đều nhớ tới chị Phi Nhung và cũng muốn là đến thăm chị Phi Nhung trong những cái ngày nó rỗi rãi một chút. Thế nhưng mà anh Mạnh Quỳnh cũng sẽ hứa rằng là sẽ chăm chút và sẽ dạy dỗ cho Tuyết Nhung và Thiên Ngân sau này sẽ trở thành những ca sĩ thực thụ, những ca sĩ thật giỏi để mà không phụ lòng của chị Phi Nhung. Thì chị Phi Nhung trước ngày là lúc chị sắp ra đi thì thật sự mong mỏi của chị là chỉ mong muốn làm sao cho đàn gà con sau này sẽ có những cái bước tiến thật là tốt, sẽ có cuộc sống thật là hạnh phúc và sẽ thành công rực rỡ trong cái tương lai sau này. Thì cái mong muốn của chị thì tất cả như anh Mạnh Quỳnh, quản lý Diễm Phạm cũng như đàn gà con đang dần thực hiện cái tâm nguyện đó của chị Phi Nhung rất là tốt thưa mọi người. Thì cho nên là đến ngày hôm nay thì cũng mong rằng các quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng nhau ủng hộ và động viên cho đàn gà con nhiều hơn nữa, để cho các em ấy có những cái bước tiếp và có những cuộc sống nó vững vàng hơn, để trong tương lai này các em ấy sẽ thành những ca sĩ giỏi và sẽ có tiếng tăm nhiều hơn nữa, để mà các em ấy sẽ thực hiện những tâm nguyện của mẹ Phi Nhung. Đó chính là những cái việc đi từ thiện thưa quý vị. Tất cả những cái người trong cuộc sống, những cái người mà trong cuộc sống vẫn thường như là kém may mắn trong cuộc sống thì đều chị Phi Nhung đều đi giúp đỡ rất là nhiều năm rồi thưa quý vị. Và khi chị Phi Nhung đi giúp thì chị ấy cũng rất ít là quay những cái clip lại, bởi vì chị ấy làm bằng cái tâm, chị ấy làm bằng cái gì mà chị ấy nghĩ chị thương người là chị làm thôi. Thì chị ấy cũng không muốn, ngày xưa thì chị Phi Nhung cũng không quay, cũng không đưa những cái hình ảnh chị đi từ thiện nhiều, nhưng thực chất chị ấy đi từ thiện và giúp đỡ mọi người rất là nhiều thưa quý vị. Cho nên ngày hôm nay đàn gà con cũng đang mong muốn rằng sau này sẽ trưởng thành và sẽ có những cái cuộc sống thật tốt và sẽ trưởng thành hơn nữa. Và để vững chãi trong cái cuộc sống rồi thì các em ấy sẽ tiếp tục làm những cái việc đi từ thiện để giúp đời, giúp người, giúp cho những người kém may mắn sau này. Đó là những cái người con của chị Phi Nhung và cũng đang dần thực hiện cái chương trình như thế thưa quý vị. Cho nên là rằng là quản lý Diễm Phạm cũng như đàn gà con cho đến ngày hôm nay đang thực hiện rất là tốt. Và sau này sẽ có những cái chuyến hành trình mà để đi từ thiện rất là nhiều nơi, để mà cho những cái mảnh đời bất hạnh, cho những cái mảnh đời bất hạnh sẽ bớt khổ đau vì được gặp những cái người có tâm có tầm như các con của chị Phi Nhung, đúng không thưa quý vị? Thì ngày hôm nay các quý vị cũng đã biết là Juno, Thiên Ngân và Trường Sang và Tuyết Nhung đang ở trên cái con đường mà thành công rất là nhiều, bởi vì là các em mấy dạo gần đây đang kết hợp với nhau rất là thân mật và quay những cái MV rất là hay, để tới đây ra mắt cho tất cả các quý vị và các bạn chúng ta được xem những cái mà đàn gà con cũng như là Juno và Trường Sang đang thực hiện. Thì chúng ta cũng đang rất là chờ đợi những cái MV mới, đúng không ạ? Thì cũng chỉ mong sao là cho các em ấy thành công và để phục vụ cho quý ông bà, các anh chị trong ngoài nước, để cho tất cả các quý vị và các bạn chúng ta được thưởng thức những cái gì, những cái thành tựu mà đàn gà con cũng như Trường Sang và Juno đạt được, và cũng như là để thỏa mãn cái tâm nguyện của quý vị khán giả, đó là Trường Sang và Tuyết Nhung sẽ song ca với nhau, đúng không ạ? Thì Vượng Hạnh TV cũng xin được cập nhật những cái thông tin tới đây.
Xin được cảm ơn các quý vị và các bạn rất nhiều và xin chúc cho quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Và quý vị xem xin hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và cũng đừng quên nhấn chuông để ủng hộ cho Vượng Hạnh TV để Vượng Hạnh TV có động lực tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan tới đàn gà con, liên quan đến Mạnh Quỳnh và ekip quản lý cho mọi người được xem. Cảm ơn các quý vị và các bạn rất nhiều.